Chào các bạn trở lại với kênh của Gỗ Gia từ làng nghề mộc của Thuyền Tràng Sơn. Trong video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái kết cấu gỗ kiểu Nhật Bản được làm ở xưởng của chúng tôi. Trước mắt các bạn là hình ảnh của một chiếc chòi lục giác theo kiểu Nhật Bản. Đây là chiếc chòi mà chúng tôi đã làm ở dự án vườn Nhật của Vinpearl ở trong Nha Trang và một số các cái khu vườn Nhật khác mà chúng tôi thực hiện. Thì sau rất nhiều lần thì đây là chiếc chòi mà chúng tôi đã có những lần rút kinh nghiệm và chỉnh sửa sau những lần chúng tôi đã thi công trước. Thì ở đây chúng tôi có mấy điểm như này. Đây, một là cái chiếc mái thì chúng tôi đã điều chỉnh độ dốc cho mái nó dốc hơn. Và cái thứ hai là cái độ cong của chiếc mái. Nếu như các bạn đang thấy thì độ cong của chiếc mái này nó đã được cong hơn thì nó sẽ tạo ra sự thanh thoát, bay bổng hơn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua tổng quan một chút. Đây là một chiếc chòi lục giác thì nó có 6 cạnh. Đây có 6 chiếc cột. Đây tôi sẽ vào phía bên trong để các bạn thấy. Đây là hệ cột của công trình. Phía bên trong công trình thì nó sẽ có 6 cạnh tương ứng với 6 chiếc cột. Kết cấu ở chỗ phần cột mái, đây là khu vực kẻ góc. Đây là chiếc kẻ góc của công trình. Toàn bộ phần hoành và rui chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thiện ở phía bên trên. Như các bạn thấy, đây là kết cấu mà lục giác nó khó hơn các cái chòi tứ giác thông thường, nên là hỏi thợ là phải tính toán rất là chuẩn. Ở phiên bản chòi lục giác này đó thì nếu mà ở các cái mẫu mà Nhật Bản chúng tôi tham khảo đó thì thường chúng tôi sẽ thấy là có một chiếc kết cấu xà ở giữa để đỡ cái chiếc cột trụ ở đây. Nhưng với về Việt Nam đó thì thực tế tôi thấy là không cần chiếc xà đó, nên tôi không cần làm chiếc xà đó để đỡ chiếc cột này, thì tôi nghĩ là nó sẽ thoáng đẹp hơn. Như các bạn đang thấy là phía dưới này là nó sẽ thoáng hết, chứ nó không có kết cấu đỡ ở phía bên dưới đó. Như các bạn thấy là phía bên dưới này nó sẽ không có chiếc xà nào cả để đỡ cái cột ở phía bên trên, mà 6 chiếc kẻ góc đó nó sẽ gặp nhau ở chính điểm chính giữa này. Đó, nó cũng rất chắc chắn. Đây các bạn có thể trông một số các cái điểm mà liên kết. Về kết cấu này đó thì cũng được chúng tôi sử dụng một số các cái kết cấu kiểu của tôi gọi là Việt hóa các kết cấu Nhật đó. Thì tôi nghĩ là kết cấu gỗ của mình nó cũng có rất nhiều cái hay. Ví dụ như là tôi đưa vào đây sử dụng cái kết cấu là mộng thắt. Với cái kỹ thuật này thì là của Việt Nam mình có khác với kỹ thuật của Nhật Bản. Đây tôi nghĩ là nó rất là hiệu quả và nó cũng rất là nhanh, gọn. Không cần phải lên chốt thì cả cũng liên kết được. Trong khi đó với phiên bản của Nhật thì thường là sẽ phải có một chiếc nêm dùng. Thì đây của chúng tôi là gần như là dùng mộng thắt là có thể liên kết được rồi. Đây tôi sẽ lùi ra một chút để các bạn có thể trông thấy tổng quan của cái tròn. Chiếc chòi này thì được chúng tôi thi công chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Từ khi có đề bài cho tới khi chúng tôi lắp dựng lên hình này thì chỉ trong cỡ khoảng tầm 3-4 ngày là chúng tôi đã lên hình được như thế này rồi. Đây là hình ảnh của chiếc chòi mà chúng tôi đã lắp dựng gần hoàn thiện lên. Những chiếc chòi này thì được chúng tôi thực hiện với các cái dự án của bên Vingroup. Sau mỗi lần thì chúng tôi đều rút kinh nghiệm để có được cái tỷ lệ và có những cái chi tiết kỹ thuật nó sẽ hay hơn. Đây là chiếc chòi mà tôi dự kiến là nó sẽ có rất nhiều cái chi tiết và cái điểm mà chúng tôi rút được kinh nghiệm so với những cái chiếc chòi trước nó sẽ rất là đẹp. Như các bạn thấy thì nếu các bạn đã vào các khu vườn Nhật của Vinpearl thì nếu các bạn so với tỷ lệ thì tôi nghĩ là chiếc chòi này sẽ được rút kinh nghiệm đẹp hơn so với chiếc chòi đó về độ dốc và độ võng của mái. Chưa kể ở đây khi tôi hoàn thiện tôi sẽ cần làm thêm một số các cái chi tiết về chạm khắc và những cái chi tiết khác nó tinh xảo của chương trình này.
thì hy vọng là trong thời gian tới có thể xong lắm thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nó một cách chi tiết tận cảnh. Đây là toàn cảnh ở bên ngoài. Đây để tôi lại gần một chút để các bạn thấy quá trình gia công của chúng tôi. Đây là hiện giờ chúng tôi đang hoàn thiện các cấu kiện ở trên mái. Đây là chúng tôi hoàn thiện cấu kiện chiếc kẻ góc ở đây. Đây là chiếc kẻ góc chúng tôi đang làm để chuẩn bị lắp tàu. Đây, tàu mái sẽ được vào đây và sẽ được liên kết sang với chiếc kẻ góc bên kia. Đây, mỗi người làm một đầu. Ở chiếc mái này thì nó sẽ có độ cong võng. Ví dụ để làm được cái độ cong đó thì sẽ phải có một cấu kiện ở phía bên dưới và có độ cong. Thì đây chính là chiếc mà tàu mái. Đây cũng là điểm mà chúng tôi rút kinh nghiệm ở những công trình trước. Công trình trước thì chúng tôi chưa làm được cái độ cong nó đến như thế này. Nhưng ở đây thì chúng tôi làm, đây là chiếc tàu mái cong, có độ cong như thế này. Các bạn thấy là chúng tôi phải vanh cong. Đây là các cái chiếc tàu mái mà chúng tôi vanh cong. Đó. Sau khi được vanh cong như này đó thì chúng tôi sẽ lắp đặt nó lên phía bên trên này. Đây, từ đây chiếc kẻ góc này qua phía bên kia thì chiếc mái nó sẽ tạo ra cái độ võng, độ cong của mái rất là đẹp chứ nó không phải. Ở các cái trò trước thì chúng tôi làm một cái độ võng nó ít hơn. Còn ở đây thì tôi sẽ làm một cái độ võng nó nhiều hơn nên mái nó sẽ bay hơn. Đây chúng tôi đang lắp thử một chiếc tàu mái vào. Đây là chiếc tàu mái mà chúng tôi đang lắp thử. Nó sẽ có độ cong. Như các bạn đang thấy là nó có một cái độ cong mái. Nó sẽ rất là bay. Đấy, mặc dù chưa lắp đặt xong nhưng mà các bạn cũng thấy là chiếc mái nó đã phần nào có được một cái độ cong, độ bay của cái mái. Đây là một chiếc chòi mà chúng tôi hy vọng sẽ là những chiếc chòi lục giác mà đẹp nhất của chúng tôi để làm từ trước tới giờ. Và nó đã là cái cả một quá trình chúng tôi rút kinh nghiệm sau những lần mà đã thực hiện trước. Thì với chúng tôi đã thì thường chúng tôi sẽ không bằng lòng với những cái mà chúng tôi đã làm được. Và thường chúng tôi muốn là sau những công trình mà chúng tôi làm đó, chúng tôi muốn những công trình sau nó sẽ phải tốt hơn những công trình trước và được rút kinh nghiệm từ những công trình trước. Sản phẩm của chúng tôi nó ngày càng có nhiều cái điểm độc đáo và hoàn thiện hơn. Ngoài cái tốc độ mà thời gian chúng tôi làm nó cũng rất là nhanh đấy, thì với chúng tôi thì chúng tôi cũng đặt cái yếu tố mà cầu toàn cho sản phẩm, cũng rất là cầu toàn để được một cái sản phẩm mà nó tốt nhất trong khả năng có thể và tốt nhất trong cả thời gian nó nữa. Thì ở công trình này chúng tôi cũng giải quyết đề bài với các cái yêu cầu như vậy, rất là nhanh nhưng mà kỹ thuật thì cũng phải rất là kỹ. Và còn một điểm mà chúng tôi cũng chưa nói nữa thì các bạn có thể trông thấy đây là mặc dù công trình này chúng tôi hoàn thiện với màu sơn đỏ nhưng mà gỗ đó, nguyên liệu cũng được chúng tôi chọn lựa rất là kỹ. Các bạn có thể thấy độ đồng đều của gỗ rất là nạc. Đây ví dụ bộ cấu kiện các bạn có thể thấy đây là độ đồng đều gỗ, mặc dù sơn xong thì chúng tôi cũng không trông thấy cái gì vân gỗ cả, nhưng mà gỗ thì các bạn có thể thấy được chúng tôi chọn lựa rất là kỹ. Đấy, độ đồng đều của gỗ, khuyết tật của gỗ cũng rất là ít, các bạn có thể trông thấy đó, độ đồng đều gỗ của chúng tôi rất là cao. Đây gỗ. Với cả những cấu kiện nhỏ cũng vậy. Đây, độ đồng đều của gỗ rất là đều. Đây là một cái điểm chi tiết liên kết ở góc, các bạn có thể thấy cái độ kín khít ở đây được làm rất là kỹ. Chứ có thể là sau khi chúng tôi sơn lên thì cũng sẽ không trông thấy, nhưng mà cái chi tiết để chúng tôi làm rất là kỹ. Đây chi tiết ở góc này. Tôi vào bên trong mái một chút xíu.
Đây, ở cái phần này kia các bạn cho thấy ở đó nó rất nhiều mối liên kết. Để đòi hỏi cái này chúng tôi cũng phải tính toán rất là cẩn trọng. Rồi, như vậy là sơ bộ tôi cũng đã giới thiệu sơ qua một chút về cái chiếc chòi kiểu Nhật mà được chúng tôi làm ở Việt Nam. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và để các bạn có thể có thêm nhiều thông tin về các cái dự án mà chúng tôi thực hiện hay là kỹ thuật truyền thống về nghề mộc, các bạn hãy ấn theo dõi kênh YouTube của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và tôi sẽ quay quá trình hoàn thiện của cái công trình này khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn nhiều.